Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 91, đề bài như sau. Em hãy cho biết, chiết cành khác với dâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào? Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết trong mục 1 nhỏ dâm cành và 2 nhỏ chiết cành có trong sách giáo khoa trang 89. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Như các em đã biết, thì dâm cành và chiết cành là hình thức sinh sản sinh dưỡng do người chủ động tạo ra nhằm mục đích là nhân giống cây trồng. Trong đó thì dâm cành có đặc điểm là dễ được hình thành sau khi cắm một đoạn cành xuống dưới đất. Còn chiết cành là dễ đã hình thành trên cây mẹ trước khi được cắt khỏi mẹ để đem đi trồng. Và người ta thường chiết cành đối với những loại cây thân gỗ chậm mọc rễ phụ như là những loại cây ăn quả. Cô có thể đưa ra một số ví dụ như là cây quýt, cây cam, cây bưởi hay cây nhãn, hồng xiêm, v.v. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 91.